Nhập rồi, nhập rồi. Nó nhập rồi. Nó vào thì chắc rồi. Nó nhập rồi, nó nhập rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay anh em mình đến giúp người dân cúng cái con ma nát ở cái cây thế này mọi người. Cái cây thế người ta chặt đi nhiều lần đây. Nhưng quay cho mình xem. Đây rồi. Đấy, chặt, tức là người ta đã phải chặt đi rất nhiều lần này nhá. Nhưng mà vẫn cứ ở đây, nó vất vưởng ở đây này mọi người. Nuôi ra súc cây là động vật chúng là không nuôi được, nó chết hết. Trước đây người ta cũng có làm nuôi gà nhưng không được nữa nhá. Đây cây này mọi người nhìn kỹ xem bao nhiêu nốt dao chặt vào những cái thân cây ấy, kiểu như là nó không chết đấy, thế là mỗi năm chặt bao nhiêu nhát đấy mà chặt hết cả cành rồi, nhưng mà ở bên trên đấy nó vẫn còn rất là tốt luôn. Đây cả cây xoài. Đây mọi người nhìn này. Chặt đi. Nào. Chặt hết đi cho bao nhiêu phát dao mà không được gì. Nên chạy lên xe này đi. Chuẩn bị đồ đầy đủ chưa anh? Đây rồi, đầy đủ rồi. Đây mình cũng có làm một cái lễ để mình triệu hồi nó lên mọi người nhá. Mình sẽ gọi nó hồn lên nó cho nó vào nhà người men xem là nó cần những gì nữa. Mà tại sao nó ở đây nó cứ phá. Chưa mấy cây. Bây giờ em thứ ba này á. Bắt đầu là anh sẽ gọi hồn nó lên cho nó nhập với em nhá. Nhập em? Ừ. Không sợ đâu mà. Gọi hồn nó lên cho nó nhập vào em để xem nó cần những gì ấy. Nói để cho mọi người cùng biết luôn. Em có cái căn nhập ấy. Em hay nhập ấy. Nên là lấy gọi hồn với em được. Đấy, cắm đây. Đây. Bây giờ là mọi người thì mình sẽ triệu hồn nó lên để cho nó nhập vào thằng nền nhá. Cái này là mình triệu hồn cho nó nhập luôn. Đây là xem mình tra khảo nó xem là nó cần những gì. Không sợ. Có mình triệu mình bị nhập khác, còn đây là mình triệu hồn cho nó vào là mình không sợ. Có căn có quả nên là cứ thế mà làm thôi. Ma nát này, nhà ngươi hãy nghe ta phán đây. Hôm nay ta tới đây là để bắt nhà ngươi chứ tôi. Đây mọi người, gió bắt đầu kéo đến rồi này. Cứ muốn lần cúng là bắt đầu gió này kéo đến nhé. Hỏi nhà ngươi tại sao ngươi quấy phá dân lành không cho người ta an cư lập nghiệp? Hãy hiện hình vào đây để trả lời cho ta biết. Thì được trả tội và ta sẽ hóa giải cho ngươi có thể được siêu thoát tiếp sau làm người. Ngươi sống không có đức, chết đi ngươi cũng là một con ma không có đạo đức. Bởi vậy cho nên người đời gọi ngươi là ma nã. Ta đến đây gia chủ nhờ chỉnh hồn ngươi lên, chỉnh hồn nhà ngươi lên để trị tội nhà ngươi tại sao lại phá phách dân này. Vậy bây giờ ngươi muốn ta tha tội thì hãy nhập vào vong hồn, vào thể xác của ngươi này để cho ta hỏi tội. Đấy. Bây giờ là mình đã đang nhập rồi muốn nhập rồi. Nó vào thì chắc rồi. Nó nhập rồi, nó nhập rồi. Anh sẽ đánh trống để cho nó khỏi bay, hồn bay lên rồi. Đánh trống cho nó chiều vào người thằng này. Nó đang muốn ra nhưng mà không có, nó muốn vào người nhưng chưa vào được.
ta nói đây, tại sao ngươi lại ở cái đất này? Hãy trả lời thành thực, không thì ta sẽ xử tội. Không nói à? Mau trả lời cho ta biết đi. Cái này anh ơi, anh phải khai ấn để cho nói chứ. Chắc là nó bị phong ấn rồi. Bây giờ ta sẽ hỏi nhà ngươi, tại sao ngươi hay ngủ ở cây khế này và không cho gia chủ nuôi gia súc? Đây là chỗ của ta, ta quản chỗ này. Nhưng đất này đã có chủ, tại sao ngươi vẫn không tha cho chủ? Nhưng họ không sắp hơn nhà nữ cho ta. Người trần mắt thịt thì làm sao mà thấy được thế giới vô minh? Ta cũng báo mộng cho họ mấy lần rồi, nhưng họ không thèm làm. Có thể là người trần người ta không biết được những cái thế giới tâm linh, người ta sẽ cho rằng đấy là một sự mơ mộng, mơ hồ, nên người ta không làm. Bởi vậy hôm nay ta được gia chủ mời đến đây để giải thoát cho ngươi. Ngươi có muốn được giải thoát không? Ta còn muốn. Ngươi cần những gì? Tiền vàng, đồ cúng, và một hình nhân thế mà. Hôm nay ta đã chuẩn bị đầy đủ tiền vàng, cả đô la cho nhà ngươi và một hình nhân thế mà. Đã đủ chưa hay cần những gì thì ngươi cứ nói. Ta còn thiếu đồ ăn, cả đây rất là đói. Nhưng mọi người thì nó bảo là bây giờ tiền vàng cũng đầy rồi thì nó sẽ thiếu đồ ăn, nhưng mà hôm nay là mình đến đây là mình gọi hồn nó lên thôi, chứ mình chưa biết được là nó có đói khát hay không, thì mình không chuẩn bị đồ ăn thì có khả năng là mình sẽ làm một cái đồ ăn không cho nó. Thì hôm nay mình sẽ là tạm thời mình cúng, là mình đốt vàng mã các thứ cho nó, để cho nó như kiểu nó ăn thì nó đã. Thế như ta làm theo ý định của nhà ngươi thì ngươi có đi khỏi nơi này không? Ngươi có muốn kiếp sau ngươi lại trở lại kiếp làm người không? Ngươi bỏ cả chủ nhà ra nữa thì ta mới đi. Mọi người thì nó bảo quả chủ nhà ra này, này mồ hôi toát ra này. Tinh thấy rồi. Mọi người thấy em quay kỹ chưa? Thấy trong người chưa? Mồ hôi nó toát hết rồi. Đây chắc ở dưới đấy chắc là nó vật quá rồi chứ. Anh bây nằm, giờ ta sẽ nằm đọc cho bài cũng một bài kinh. Ta sẽ đọc cho ngươi một bài chân kinh kỳ cầu để cho tấm lòng oan hồn của ngươi được thanh thản. Ngươi biết không? Nghe những cái bài kinh của Đức Phật mọi người, kinh Phật. Thì bây giờ ta sẽ khóa vàng cho nhà ngươi để cho ngươi được thanh tịnh, nhớ chưa, và không được quay lại đây quấy phá người dân nữa. Nếu như còn cố tình ta sẽ trị tội, biết chưa? Nó biết rồi. Đấy là nó biết rồi mọi người. Tức là mình đến đây là mình được nhờ gia chủ là. À, tức người ta chủ có đi tiểu các thứ đây rồi, cầm dao thứ chặt đây cách đây mấy năm rồi, nhưng mà vẫn chưa đuổi nó đi. Thì bây giờ là ý là nó cũng muốn được siêu thoát như mọi người, nhưng mà kiếp trước của nó là nó sống là nó phạm tội. Kiếp trước của thằng này là nó phạm tội, nó hay sát sinh, thành ra là nó chết đi là nó không được siêu thoát ấy. Hôm nay mình làm một cái lễ để cho nó được siêu thoát, là kiếp sau nó lại được trở thành lại làm người nhá mọi người nhá. Tiếp sau ngươi nhớ được, hãy trở thành một người tốt, ngươi biết chưa? Không được sát sinh hay là không được phá chúng sinh vô tội nữa. Nếu mà còn cố tình nữa thì ta sẽ trị tội nhà ngươi, để cho nhà ngươi không được đầu thai làm người mà sẽ đầu thai làm súc sinh, súc vật, ngươi biết chưa? Bây giờ ta sẽ làm một hồi trống để cho nhà ngươi hồn lìa khỏi xác, trả lại thân xác cho
Người này, ngươi biết chưa? Hãy vào cây, hãy nhập vào hình nhân kia để cho ta hóa ngươi. Nó đi đấy. Nó đi đấy, nó đang đi đấy. Người thì chắc là hồn của nó đi ra khỏi người nương rồi. Nó vào hình nhân rồi. Nó vào hình nhân rồi đấy. Con nào phải đốt đấy. Hóa đi. Bây giờ ta sẽ hóa. Cho cô nương tỉnh đi. Nương. Đâu 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 đấy. Để, nó ra đâu? Nó để cho nghỉ đi đi anh nhé. Em cứ ngồi đây để anh hóa nhá. Ngồi dựa vào đường ấy. Vòng cái nhập này. Ngồi em có nhớ gì không? Không. Đấy nãy em vừa gọi là nó nhập vào em rồi. Bởi vì em có căn cơ nó hay nhập ấy. Nên gọi và nó dễ vào lắm. Đấy người nóng này. Nóng toát hết ngồi luôn. Đấy hết người luôn đấy. Bây giờ anh em sẽ hóa nó để cho nó nhận được mọi người nhá. Chứ nó đỡ quấy quả nữa không thì nguy hiểm cho... Cho nó ít tiền để nó ăn của nó. Để xua cho xuống đấy cho nó mua đồ ăn được. Nó đói mà. Thằng thiệt. Tiền dưới anh mới đốt cháy. Rũ tung cái này là nó cháy được. Ở bên dưới. Đấy, thấy không? Rụng luôn. Từ nay là nó sẽ không dám quấy phá nữa đâu. Cây phải chặt à? Đó, thôi, cây này không phải chặt. Đó, từ nay là người ta sẽ ăn nuôi được gà ở đây mọi người nhá. Ừ. Trước nuôi gà đây toàn chết không. Này chắc là nó lấy tiền là nó đi đấy. Chưa, tức là mai mình phải đến mình kêu cả chủ ra nữa. À. Nó bảo như kêu cả chủ ra thì nay thì tạm thời mình làm cái lễ để cho nó nhận thôi. Xong bắt đầu là mình kêu cả chủ ra nữa thì là nó đi chấp nhận nó đi đầu thai. Mọi người nhá, thì nãy anh em vừa làm cái lễ thì mọi người cũng biết rồi đấy, mình đã gọi hồn nó lên. Mình đã gọi hồn nó lên, nó vào em lương này nhá. Thì nó đã đòi những cái thứ đấy thì mình sẽ đáp ứng cho nó. Mọi người, mình sẽ đáp ứng cho nó để cho nó ra đi cho nó thanh thản ấy. Thì tiếp sau nó sẽ được làm người. Còn nếu mà nó cố tình mà nó quấy phá nữa ấy, nó không đi thì anh em mình sẽ kêu cả của em trai thư của mình đi đến đây là hợp sức trị tội nó nếu như nó cố tình nó ngang ngược. Lúc nãy nó nhập vào em, nó có nhớ gì không? Không nhớ gì đâu mà. Mẹ thôi dạy như mẹ. Mẹ thôi đúng không? Thì mọi người ấy thì đấy nhá. Nhưng mình mà nãy là mình đã làm một cái lễ rồi thì bây giờ mình sẽ đi về mình bảo gia chủ người ta là mua thịt này các thứ để đem đây khấn với ra trực tiếp chủ nhân người ta khấn ấy. Gia chủ người ta khấn để cho nó đi thì mình sẽ kết thúc video đây mọi người nhá. Thì mọi người xem nhớ like chia sẻ ủng hộ kênh cho anh em nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào mọi người nhá.